Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng. Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương mở rộng diện tích nhà màng, nhà lưới. Ám ảnh kinh hoàng về xâm hại tình dục ở trẻ em trong thời gian vừa qua ở Thái Bình. Thôn An Tảo, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên điểm sáng trong việc xóa bỏ hủ tục cưới xin. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có 26.000 ha nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống. Toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới trên địa bàn huyện Kinh Môn tập trung chủ yếu ở các xã Long Xuyên, Hiến Thành, Thượng Quận, An Phụ, Thất Hùng, An Sinh. Điển hình thu nhập cao là cây dưa lưới ở xã Long Xuyên. Mỗi vụ trồng chỉ trong khoảng thời gian 75 ngày, một sào cho năng suất từ 7,7 tạ đến 1 tấn quả. Mỗi kg được doanh nghiệp thu mua với giá 33.000 đồng, trừ chi phí còn thu lãi từ 18 đến 25 triệu đồng. Trong mô hình liên kết này, người trồng dưa phải bán sản phẩm cho doanh nghiệp và chỉ được phép để lại không quá 5% sản lượng. Hiện nay đang là vụ thứ ba xã Long Xuyên liên kết với doanh nghiệp trồng dưa trong nhà màng và đang thử nghiệm trồng hoa trong nhà màng, nhà lưới, dự tính hiệu quả kinh tế cao hơn trồng dưa. Được biết, đầu năm 2019 này, huyện Kinh Môn đã triển khai hỗ trợ 500 mét vuông nhà màng, nhà lưới theo nguồn kinh phí của tỉnh, với mức mỗi mét vuông nhà màng 100.000 đồng và mỗi mét vuông nhà lưới 50.000 đồng. Từ hiệu quả của những mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Kinh Môn, nhất là các xã Thất Hùng, Thượng Quận, An Phụ và Minh Hòa, đề nghị hỗ trợ mở rộng thêm 60.000 m2 nhà màng, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm. Khoảng 2 năm trở lại đây, tại xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, tình trạng nông dân bỏ ruộng xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là ở vụ mùa và ở diện tích đất trũng bạc màu. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp cụ thể từng bước nâng cao giá trị thu nhập trên một hecta canh tác. Xã Phú Lộc hiện có trên 360 hecta đất sản xuất nông nghiệp, phần lớn là đồng chiêm trũng, một số diện tích sỏi đá, bạc màu, sản xuất kém hiệu quả. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nông dân bỏ ruộng ở thời gian qua. Vì vậy, việc chuyển đổi cây trồng trong quá trình canh tác để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và mang lại hiệu quả đã được xã quan tâm triển khai. Tại vùng đất màu này, một số hộ đã đầu tư phát triển theo mô hình trang trại gia trại như trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nếu như mô hình trồng cây ăn quả đang từng bước phát huy hiệu quả, thì việc trồng cỏ voi tại cánh đồng này hầu như không phát triển, thậm chí một số diện tích cỏ đã bị chết, đất để không như thế này do nắng hạn. Gia đình ông Bùi Văn Sĩ với hơn một mẫu ruộng đang tính toán để chuyển đổi sang mô hình kinh tế khác để có nguồn thu nhập. Thì bây giờ tôi muốn chuyển đổi cái mục đích sử dụng ở cái đất này, là tôi muốn cởi tạo lên để nuôi con cá, rồi nuôi con ốc, con ếch, con tôm để kiếm thêm cái thu nhập cho gia đình. Việc chuyển đổi cây trồng ở xã Phú Lộc đã từng bước hạn chế được tình trạng ruộng đất để không. Về lâu dài, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục chuyển đổi, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo nguồn vốn ưu đãi để giúp nông dân đầu tư vào mô hình. Có như vậy thì sản xuất nông nghiệp mới bền vững, người nông dân yên tâm gắn bó với đồng ruộng. Tưới nhỏ giọt và tưới phun sương là một trong những tiến bộ mới về công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp với những ưu thế vượt trội như tiết kiệm nước, giảm công lao động, đồng thời cải thiện chất lượng nông sản. Công nghệ tưới này đang được ông Trần Văn Thưởng ở xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình áp dụng và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trên diện tích đất hơn 5 hecta, ông Thưởng áp dụng hệ thống công nghệ tưới nhỏ giọt và phun sương cho toàn bộ cây trồng. Trung bình mỗi ngày chỉ cần tưới từ 1 đến 2 tiếng là đủ lượng nước cho cây sinh trưởng tốt. Không những tiết kiệm 40% lượng nước so với tưới theo phương pháp truyền thống, mà còn giảm thiểu tối đa được nhân công lao động. Một người như nhân công ngày xưa cầm vòi tưới từng gốc một cây thì một sào phải mất nửa công cho đến một công. Nhưng mà mình dùng cái hệ thống này mình tưới là một người tưới điều hành. Cứ nói từ sáng đến trưa có khoảng tầm 3 đến 4 mẫu. Khác với phương pháp tưới truyền thống, chỉ làm ẩm phần đất xung quanh cây trồng,
hệ thống tưới nhỏ giọt có lưu lượng tưới nhỏ, thời gian một lần tưới kéo dài, chu kỳ tưới ngắn, có thể khống chế lượng nước tương đối chính xác, đưa nước và chất dinh dưỡng đến vùng đất quanh rễ. Nhờ đó, năng suất và chất lượng các loại quả trong trang trại của ông Thường vượt trội hơn hẳn. Với chi phí đầu tư ban đầu cho một hệ thống tưới nhỏ giọt và phun sương mất từ 2 đến 3 triệu một sào, song có thể sử dụng được 6 năm, thậm chí hơn. Từ hiệu quả của việc áp dụng công nghệ này trong sản xuất nông nghiệp đã đem về cho gia đình ông Thường 1,5 tỷ đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, đến nay Hà Nam đã phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện được 3/20 khu quy hoạch chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt tập trung, đạt 15% so với kế hoạch của đề án đến năm 2020 với tổng diện tích là 21,5 ha. Tổng đàn bò đang được nuôi trong các trang trại tập trung là 313 con. Cụ thể, tại xã La Sơn, xã Vũ Bản của huyện Bình Lục có 4 hộ đang nuôi 116 con. Trong đó, riêng ở xã La Sơn là 86 con, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, 2 hộ nuôi với tổng số con là 197 con. Hiện tại, đàn bò đang sinh trưởng và phát triển tốt. Các hộ đang tập trung chăm sóc và phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Ngành nông nghiệp đã thực hiện tiêm phòng bệnh lở mồm long móng định kỳ 2 lần một năm, tuyên truyền vận động các hộ dân tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng định kỳ 2 lần một năm và tẩy giun sán định kỳ 6 tháng một lần một con. Tăng cường kiểm dịch động vật đối với bò nhập về để phòng ngừa dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào trong tỉnh và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh tại các khu quy hoạch chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao tập trung. 6 tháng cuối năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu tổng đàn bò thịt, bò sinh sản đạt 32.000 con, đồng thời xây dựng và hoàn thiện hạ tầng 6 khu chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản tại các huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, mỗi nơi một khu, riêng huyện Bình Lục 2 khu. Chủ trương phát triển bò thịt, bò sinh sản là một trong những hướng đi chính, song song với bò sữa, đây cũng là giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi do tác động từ dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại nặng nề trong những tháng qua. Hiểu được lợi ích từ nông thôn mới đem lại, đến nay chính quyền và nhân dân xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên lại tiếp tục đồng lòng chung sức nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Là tuyến đường trục chính của xã, song tuyến đường chỉ có chiều rộng 3,5 mét, gây khó khăn cho việc đi lại, phục vụ sản xuất buôn bán của nhân dân. Khắc phục tình trạng đó, từ đầu năm 2019, ngoài trích ngân sách của địa phương, chính quyền xã Hùng Cường đã tuyên truyền vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất thổ cư và đất nông nghiệp trồng cây ăn quả của gia đình để giải phóng mặt bằng. Nhờ vậy, tuyến đường đã được mở rộng bê tông hóa có chiều rộng lên tới 7,5 mét, có vỉa hè hai bên, hệ thống thoát nước thải và thay thế hoàn toàn thiết bị chiếu sáng. Dự kiến tuyến đường sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2019. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động nhân dân đầu tư xây dựng đường bê tông ra đồng, phục vụ sản xuất của bà con được thuận tiện và góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Theo quy định của Nghị định số 146/2018 NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, khi học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thì các nhà trường sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chi chuyển 5% quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh cho các nhà trường để thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ngay tại trường học. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định, nhiều trường học còn lúng túng trong việc sử dụng nguồn kinh phí này. Toàn tỉnh hiện có 266 trường mầm non, 292 trường tiểu học, 237 trường trung học cơ sở, 57 trường trung học phổ thông. Theo quy định, năm 2019, các nhà trường được trích lại 14 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm Y tế để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, mặc dù cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển nguồn quỹ này cho các nhà trường kịp thời, đúng quy định, cũng như hướng dẫn nhà trường sử dụng quỹ, quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội, nhưng theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến nay, các nhà trường mới sử dụng 106 triệu đồng. Trong khi đó, năm 2018, số chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên tại các nhà trường đạt 13 tỷ 889 triệu đồng. Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tình trạng lúng túng trong việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiến độ giải ngân chậm là do các nhà trường chưa đủ điều kiện chi, thanh quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được quy định tại điểm A khoản 1, điều 34, Nghị định 146/2018 NĐ-CP, đó là có ít nhất một người có đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh làm việc có chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.
nhằm đảm bảo cho trẻ em trong toàn tỉnh đều được hưởng quyền bảo vệ chăm sóc học tập và vui chơi. Tỉnh Hưng Yên đã tăng cường hỗ trợ trẻ em về mọi mặt, trong đó chú trọng tới những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có trên 2.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là những trường hợp trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật nặng. Trong đó có 2.200 em được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng. Trên 400 trẻ em được nuôi dưỡng tại 3 cơ sở bảo trợ xã hội và 1 cơ sở ngoài công lập. Chỉ tính riêng từ tháng 6 đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của trên 100 đơn vị cá nhân với số tiền và hiện vật là trên 1 tỷ đồng. Đã bảo trợ hỗ trợ đột xuất cho trên 100 em, tặng 170 xe đạp, tặng quà, đồ dùng học tập cho trên 200 em. Ngoài ra, các đơn vị địa phương, doanh nghiệp cũng tích cực tham gia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác, hỗ trợ các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình, chỉ trong một tháng mà có tới 4 vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện tại các huyện Vũ Thư, Tiền Hải, Thái Thụy và thành phố. Các em đều ở độ tuổi dưới 16. Những vụ xâm hại này đều gây ảnh hưởng lớn tới tâm sinh lý của các em. Có những em cho đến nay vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần. Người phụ nữ này vẫn nhớ như in cái ngày mà cháu mình bị đối tượng cùng thôn lợi dụng khám chữa bệnh để xâm hại. Lúc ấy, bà là người trực tiếp cùng cháu đến khám bệnh tại nhà đối tượng. Tôi nằm ở phòng cuối cùng, mà sâu nhà, cháu tôi không nghe thấy. Thì tôi gọi cho cháu thứ ba, gọi Hương ơi. Thì gọi cháu thứ ba thì cháu tôi đi chưa xuống. Cháu tôi chưa nhìn thì cháu tôi đâu thì thấy chú lại về. Tay tôi là phòng như thế nào. Thế chú lại bảo là đái không được gì. Để cháu chuyển tay, thế là đầu chú ra chú lấy đồ thì cháu tôi ở ngoài thì chạy vào. Thì bị khóc là cô về đi, chỉ con hại lắm. Thì nó vừa đó vừa khóc. Thế bắt đầu thì câu thứ ba thì gọi. Nó lại, tôi lại hỏi nó thì nó lại bảo là cô đi về thì con hại lắm. Kể từ khi sự việc xảy ra, nơi căn phòng này, cửa lúc nào cũng đóng. Bóng tối và nỗi sợ hãi bao trùm lên cô bé 15 tuổi. Nhất là buổi tối hôm đầu tiên là em không ngủ được miếng nào hết á. Đến ngày hôm sau á, là đi lên Hà Nội giám định là cũng không có ngủ, rất là căng thẳng. Để ăn thì cũng không có chịu ăn. Nhưng mà đến từ hôm đó đến hôm nay thì cũng đã ổn hơn rồi. Từ câu chuyện của cô bé 15 tuổi vừa rồi, bức xúc và phẫn nộ chính là cảm xúc của nhiều người khi nghe đến những câu chuyện xâm hại tình dục trẻ em xảy ra thời gian vừa qua. Có nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra mà đối tượng gây án lại là bí thư chi bộ thôn, cán bộ đoàn và cả công an. Nhiều người cho rằng phải xử lý nghiêm minh đối với những đối tượng này. Tôi là người dân rất bức xúc về cái hiện tượng xâm hại về tình dục đối với trẻ em, đặc biệt là đối với trẻ em là dưới tuổi thanh niên. Càng là cán bộ thì cơ quan chức năng phải càng kiên quyết và làm chặt chẽ hơn. Xem TV nghe thấy vậy thì nó bức xúc mà nghĩ như mà mình ở cái trường hợp ấy thì mình cũng phải kiến nghị ngay và đề nghị các chức năng là có biện pháp cao tay để xử lý những hành vi như thế luôn đi. Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có nhiều sân chơi hơn nữa cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, đầu năm 2018, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã huy động đoàn viên thanh niên suy nghĩ tìm mọi biện pháp tạo ra các điểm vui chơi miễn phí cho trẻ em với kinh phí thấp. Phát huy sức sáng tạo, tận dụng những vật liệu tưởng như bỏ đi như lốp xe hỏng, ván gỗ, ống sắt, các đoàn viên thanh niên đã xây dựng 26 khu vui chơi tại các nhà văn hóa các thôn làng khu phố trên địa bàn tỉnh. Điểm đặc biệt ở đây là chỉ với khoảng 30 triệu đồng cho mỗi sân chơi, trẻ em đã có địa điểm vui chơi lý thú nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã xây dựng 26 điểm vui chơi như thế này tại các thôn, làng, khu phố trên địa bàn tỉnh. Ưu điểm lớn nhất là chi phí xây dựng thấp nhưng lại mang lại hiệu quả cao, giúp trẻ em phát triển vận động, rèn luyện thể lực, tư duy sáng tạo. Đồ chơi làm từ lớp ô tô, ván gỗ, ống sắt qua bàn tay sáng tạo của các đoàn viên thanh niên trở thành các trò chơi vừa đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ lại vừa có độ bền cao. Thời gian tới, tỉnh đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình đến các xã xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đoàn Bắc Ninh, mong muốn chung tay cùng các ngành các cấp chăm lo phát triển tinh thần và thể chất cho các em. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh của tỉnh Nam Định trong những năm qua vẫn được các ngành chức năng các địa phương chú trọng triển khai.
Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 học sinh được dạy bơi, được trang bị kiến thức về cấp cứu, phòng ngừa đuối nước. Trong dịp hè năm 2019, việc dạy bơi được các địa phương, các ngành chức năng quan tâm triển khai mạnh mẽ. Là địa phương có truyền thống về bơi lội, vì thế công tác dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em luôn được xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng quan tâm và chú trọng. Trên địa bàn xã đã có 3 bể bơi, trong đó có 2 bể bơi cố định và 1 bể bơi lắp ghép được đặt trong trường học để dạy bơi cho học sinh. Hàng năm cứ vào dịp hè, địa phương lại tổ chức phát động tổ chức các lớp học bơi cho các em học sinh theo độ tuổi. Do làm tốt công tác phổ cập bơi, tỷ lệ trẻ em biết bơi của xã Nghĩa Phú đạt 860 trên 1.300 trẻ. Cái thuận lợi của chúng tôi thì là có cái bể bơi, cho nên là trong cái dịp hè là chúng tôi cũng là mở các lớp bơi, như trong cái tháng hè là từ ngày 22 tháng 5 cho đến nay đã mở được 16 cái lớp bơi. Không những xã Nghĩa Phú mà còn Nghĩa Phong, Nghĩa Nạc, thị trấn Quy Nhất, Nghĩa Hùng, Nghĩa Lâm thì cũng đều lên để tham gia bơi lội trong dịp hè. Có thể thấy, việc đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng bể bơi cũng như chủ động sáng tạo trong việc lắp đặt bể bơi di động là những cách làm hay nhằm khắc phục những khó khăn trong công tác phổ cập môn bơi cho học sinh. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cần tạo điều kiện tăng cường phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy bơi cho các huấn luyện viên, giáo viên thể chất. Qua đó, thúc đẩy phong trào dạy bơi cho học sinh các trường học. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc xóa bỏ hủ tục trong việc cưới, việc tang lễ hội ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Nhiều địa phương có cách làm tích cực sáng tạo nhằm xóa bỏ các hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm. Tiêu biểu như ở thôn An Tào, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, hơn 20 năm qua, đám tang ở thôn không tổ chức ăn uống linh đình, không nhận tiền phúng viếng và đám cưới tổ chức tiết kiệm văn minh. Là một thôn có dân số đông của xã Cương Chính với 27 dòng họ, gần 5.000 nhân khẩu, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp. Trước kia cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đám tang trong thôn lại tổ chức dài ngày, phung viếng bằng gạo, rượu và tổ chức ăn cỗ cả làng gây lãng phí. Tuy nhiên, từ khi thôn đề ra hương ước làng trong việc thực hiện nếp sống văn minh, việc vận động tuyên truyền nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu được Ban công tác mặt trận thôn luôn chú trọng quan tâm. Kết quả từ năm 2000 đến nay, tang lễ trong thôn không tổ chức ăn uống linh đình, không khóc thuê, phúng viếng thăm hỏi tiết kiệm và đặc biệt không nhận phong bì. Đối với đám cưới tổ chức không quá 2 ngày, nhiều năm liền thôn không có tình trạng tảo hôn. Để đạt được sự nhất trí đồng thuận cao từ nhân dân, thôn luôn thực hiện dân chủ trong mọi việc, tuyên truyền để nhân dân hiểu ra và thực hiện ký cam kết từng gia đình chấp hành. Từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhân dân thực hiện nghiêm túc. Trong những năm qua là của thôn Tào thực hiện tốt các cái nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ở đám tang thì chỉ có hương hoa và thăm hỏi khi có người qua đời. Đặc biệt là cái công tác phong trào của địa phương thì rất nhiều năm nay thôn Tào đã hưởng ứng được nhiều cái phong trào và các cái hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, góp phần được cái thực hiện cái nếp sống văn minh. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thôn, đến nay đời sống văn hóa ở An Tào đã thay đổi rõ rệt, trở thành điểm sáng trong phong trào thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, 100% các xã thị trấn của huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định đã hoàn thành công tác thu gom và xử lý rác thải. Trong đó, có 7 địa phương đã áp dụng xử lý rác bằng công nghệ lò đốt. Các địa phương còn lại xử lý bằng phương pháp chôn lấp tập trung với tổng diện tích đất quy hoạch trên 55 hectare. Hiện mỗi ngày trên địa bàn huyện Sao Thủy phát sinh khoảng 90 tấn rác thải. Toàn huyện có 420 người trực tiếp tham gia công tác vệ sinh môi trường với 250 phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải. Mức phí vệ sinh được thu từ 4.000 đến 8.000 đồng một khẩu một tháng. Theo đánh giá của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giao Thủy, đa số các địa phương làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương như xã Giao Tân, Giao Yến, Bạch Long, số buổi thu gom rác thải trên tháng đạt thấp. Đây là nguyên nhân khiến cho Giao Thủy vẫn còn tình trạng rác thải đổ ra sông kênh, gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến môi trường sống và ảnh hưởng đến việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương. Chi hội phụ nữ thôn Sang, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thành lập mô hình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện các tiêu chí là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt.
Mô hình 503 sạch của chi hội được thành lập đầu năm 2018 với sự tham gia của trên 200 hội viên. Để vận động và triển khai hiệu quả 8 tiêu chí, mô hình được thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau như tổ chức sinh hoạt định kỳ để chị em giao lưu chia sẻ kiến thức và kỹ năng cuộc sống, thông qua tiểu phẩm có nội dung sát thực nhằm mục đích tuyên truyền hiệu quả hơn về nội dung mô hình. Mới thành lập hơn 1 năm nhưng mô hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Việc quét dọn vệ sinh môi trường khu dân cư được chị em thực hiện định kỳ một lần vào chủ nhật giữa tháng. Từ hũ gạo tình thương, hội viên ủng hộ được 60kg gạo cho 5 hội viên nghèo. Đầu năm đến nay, không có hội viên sinh con thứ 3 trở lên. Đặc biệt, việc tiết kiệm 10.000 đồng một tháng đã giúp cho 3 hội viên vay vốn tín chấp ngân hàng hỗ trợ 80 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.